đi gan như là giữ chân thanh gan vậy nè, coi có hai tờ giấy hai trăm ngon có từ giấy bắt mày bắt rồi còn hai tờ mà hai trăm ngon thế này hai trăm con mà còn ba thầy á là lại nuôi mấy người của tôi á 18 tuổi là cứ ra đi, đi con cứ vợ cứ chồng nè hỏi tôi con ra là cứ vợ chồng ai muốn tôi thì tôi không tôi thì thôi cái đó quyền của mày không ép không ép. Tuổi tới 18 tuổi ra đi vậy, 18 tuổi đi. Lớn lên học lớp 7 lớp 8 quá quậy lắm. Trời ơi, chó này nó dữ quá quậy. Tôi học lớp 7 là sao? Cho đi học rồi trời ơi. Thầy cực quá cực luôn. Ngày đây nhờ công an nhờ bà con mà thấy cái chốt á tình hình hỏi ta bắt giùm. Bắt giùm. Giữ giùm. Giữ giùm. Mà bởi vậy mấy người kia lại thấy vậy biểu cạo chốt mà biết cạo chốt là ai giữ không? Bắn vô đầu nón vô trong nhà ta bấm điện bấm gì đó điện tử á đó cái đâu ai thấy nó đâu biết không hiểu chừng đi vòng lại chào lấy cái làm của thầy rồi thì đi có chuyện vô mới lộ cái nón ra mới thấy còn chưa chỗ ăn hết ngờ ở tỉnh cũng nhiều người cũng ngờ riêng thầy đó giúp thầy mà da mặt đẹp hơn con nữa thầy da mặt thầy đẹp hơn con nữa da không nhỏ không á 70 là da quá rồi đẹp luôn ngày càng yếu bà ơi rõ ràng đó hồi đó mắng chữ mấy người mấy đứa con sao đẹp quá trời da đi đi đứng luôn đi vậy mà mấy đi lên coi đứng coi bán người sắp đẹp quá rồi đứng không được trời ơi thầy thầy ngồi gần với ba con mà trời ba con có sáu mấy là có nghiệp ba con quá rồi đúng rồi trời ơi nhìn này coi kìa trời ơi đúng động rồi đó là gì đó tôi mà cảnh thương mấy bà là con cứ nhéo hoài á đi không đi ở đi đẹp mấy bà luôn đi đi có tôi tắm chứ còn cái người lợi làm cho tôi là tắm qua hai đứa con ra mắt như tôi thời tắm rửa lợi mà trời cái bà ấy mà nung nướng mấy người tắm tôi lợi tôi ra cái chát liền cái gì thế ta tôi đè xuống cõi tôi mà ra chết tướng bà cho mà đi thầy nói là chúng ta lấy thằng đi rồi là già quá rồi chẳng rồi đau quá giờ muốn đi chùa luôn vô chùa ở đi chỗ nước chứ vừa đau quá vừa nằm tại chỗ chứ không có làm gì được cái chùa chết chết mà anh đang qua qua sống mà tôi rất là do này nó đau quá trời rồi bây giờ mình chạy 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 ngồi ghế vậy được chứ ngồi ghế cô được chứ ngồi cái giọng đứng dậy hồi nãy lên đó nghe nói thầy này lên thấy không thầy lên thấy mình cứ vẫn lạc biểu lạc đi leo lên đó mỗi lại leo xuống mỗi ngày ngồi chứ nhớ lắm giờ đâu dám làm cái gì thầy trả lời cho con thằng ngày cũng đâu đáp luôn đâu mà cạnh luôn á cạnh chưa đâu cạnh đây có quay không quay không hết rồi quay anh quay anh đưa lên mạng lại nói gì